Hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines thực hiện gần 30 chuyến bay đưa gần 400 đại biểu về thủ đô để tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Đây là ngày cao điểm nhất trên chiều đi của hãng trong đợt phục vụ các đoàn đại biểu tham dự đại hội. Các chuyến bay đưa đón đại biểu của Vietnam Airlines được triển khai từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 4 tháng 2, chiều đi từ các tỉnh thành đến Hà Nội kéo dài từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 25 tháng 1 với tổng cộng 90 chuyến bay nhằm phục vụ các hoạt động của đại hội 13 cục hàng không cũng đã quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường cấp độ một tại các cảng hàng không sân bay các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu các chuyến bay xuất phát tại các cảng hàng không sân bay trên cả nước trước trong và sau thời gian diễn ra đại hội